có thể giới thiệu qua về bản thân mình không? Em tên là Kim Chi ạ, em học lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Cẩm Khê và lớp 12A8. Em tên là Hoàng Ngọc Hùng ạ, học sinh lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Cẩm Khê. Dạ em tên Soan, dạ em hiện đang học tại trường Trung học Phổ thông Cẩm Khê. Em là Nguyễn Đức Minh Quân ạ, học sinh lớp 12C1, trường Trung học Phổ thông Hóa Bao, Thanh Hóa ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thương, lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Triệu Xuân 2 ở Thanh Hóa. Em là Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 12C2, trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa 3, tỉnh Thanh Hóa. Em tên là Lê Đình Thọ, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Triệu Xuân 2 ạ. Em đã làm việc gì trong kỳ nghỉ Tết thế kỷ? Rảnh thì em bán, có bán hàng online ạ, đi ship hàng cho khách, còn tối về thì bài tập thì làm bài tập ạ. Ăn ạ, ngủ và học tập ạ, làm bài tập cô giáo ạ. Em nhà phụ giúp bố mẹ học online. Em cảm thấy như thế nào khi được quay lại lớp học sau kỳ nghỉ huyền thoại? Dạ em cảm thấy nó có một cái gì đó nó vui lên hẳn, khi mà mình ở nhà mình đã quá chán nản thì mình gặp lại bạn bè sẽ thấy vui phấn khởi hơn. Vui ạ, đi học rất là vui nhưng mà đi học rồi lại muốn ở nhà. Đi học rồi lại muốn ở nhà. Tết thử kiến thức sau mùa dịch, đọc 5 điều Bác Hồ dạy. Học tập tốt, lao động tốt. Các bạn nhớ không nhỉ? Nhớ. Điều 1 ạ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào ạ. Học tập tốt, lao động tốt ạ. Lao động tốt, kỷ luật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ạ. Cười nè. Điều 1, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2, học tập tốt, lao động tốt. Điều 3, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều 5, khiêm tốn thật thà, dũng cảm ạ. Em nghĩ gì về sự thay đổi kỳ thi trung học phổ thông năm nay? Em cảm thấy là nó có một chút khó khăn hơn so với mọi năm trước. Em cảm thấy rất là băn khoăn và lo lắng ạ. Bởi vì là mình chưa biết là xác định phương hướng của mình vì các trường chưa có sự thay đổi mới lạ. Nếu được thay đổi, em muốn thay đổi kỳ thi trung học phổ thông theo hình thức nào? Em nghĩ nó như mọi năm trước là được rồi. Gửi lời chúc cho tất cả các bạn học sinh lớp 12 trên toàn quốc nào. Em chúc là các bạn lúc nào cũng chăm chỉ học tập tốt và có một kỳ thi thật may mắn ạ. Chúc các bạn đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới ạ.